Hello mọi người, như đã hứa thì hôm nay Trang có một cái nhảy là Trang sẽ quay một cái clip. Và trong cái clip này á, cái chủ đề sẽ là Inner Child Healing, những cái sự kiện mà nhỏ lẻ. Thì như mọi người biết á, là Tiên Pháp Sư á, ngoài cái công việc mà phụng sự tâm linh thì còn có một cái mảng gọi là mảng chữa lành. Thì Trang hay có khách đến để làm Inner Child Healing, nghĩa là chữa lành những cái tổn thương. Thì về cái lợi ích của cái chữa lành đứa trẻ bên trong Inner Child Healing á, thì nó giúp cho chúng ta có được một cái tinh thần sảng khoái hơn, ta có mức độ tập trung tốt hơn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thể chữa được những cái bệnh ví dụ như là mất ngủ hoặc là những cái đau trên cơ thể vật lý của mình. Thì cái đợt dịch này á, thì có một số người có đề cập với Trang là Trang có thể làm một cái clip nào để cho mọi người có thể tự chữa ở nhà được không. Thì hôm nay á, rất là may mắn là Trang có thể quay một cái clip đẹp, chất lượng tốt và âm thanh tốt hơn để gửi tặng cho mọi người. Và Trang mong là khi mà mọi người thiền thì mọi người có thể kết nối được với cái đứa trẻ bên trong mình để chúng ta có được một cái thân tâm an lạc hơn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thiền nha. Trang sẽ dẫn thiền và mọi người có thể nhắm mắt lại và nghe cái lời của Trang dẫn. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Cảm nhận mình đang ngồi trên một đồng cỏ xanh. Phía trên là mặt trời rất sáng. Với mỗi một hít thở, cảm nhận luồng ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào đỉnh đầu của mình. Hít thật sâu và thở ra thật chậm. Luồng ánh sáng từ đỉnh đầu của mình từ từ quét thẳng xuống trán, chân mày, mắt, mũi, tai, miệng, cằm. Tiếp tục hít thở sâu và chậm, cảm nhận ánh sáng từ từ đi xuống cổ, vai, ánh sáng quét xuống hai cánh tay, ngực, ánh sáng đi sâu vào bên trong, ngấm đều vào trong tim, cảm nhận từng nhịp đập của tim rất rõ. Hít thật sâu, thở ra thật chậm. Ánh sáng từ cánh tay từ từ di chuyển xuống 10 đầu ngón tay. Ánh sáng từ vùng ngực di chuyển xuống vùng bụng. Cảm nhận vùng hông, vùng mông rất sáng. Hít thật sâu, thở ra thật chậm. Ánh sáng từ từ đi thẳng xuống vùng đùi, đầu gối, bắp chân, gót chân, lòng bàn chân và 10 đầu ngón chân của mình giờ cũng rất sáng. Mình đang ngồi trên cánh đồng cỏ, mặt trời ở trên cao chiếu thẳng xuống cơ thể. Trước mặt của mình bây giờ, các bạn sẽ được chỉ dẫn tới một cái ngôi nhà. Có thể là ngôi nhà đầu tiên mà mình sống, cũng có thể là ngôi nhà thứ hai, thứ ba, hoặc là một trường mẫu giáo, trường tiểu học, cũng có thể là ở trường đại học của mình.
thư giãn toàn cơ thể, cảm nhận luồng ánh sáng chảy vào đỉnh đầu của mình. Ở đó có thông tin, các bạn sẽ được đưa về một cái ký ức hồi bé đã từng làm cho mình rất là tổn thương. Bạn đang ở đâu? Bạn đang ở ngôi nhà nào? Cảm nhận bằng trái tim. Trong khung cảnh này có ai không? Cũng có thể mình đang ở một mình. Bạn có thể nhìn thấy đứa trẻ của mình. Đứa trẻ của mình mấy tuổi? Nó đang làm gì? Cảm nhận cảm xúc của đứa trẻ của mình. Đứa trẻ của mình có cảm thấy buồn không? Nếu đứa trẻ cảm thấy buồn, ta sẽ nói: chị biết, anh biết em cảm thấy buồn. Em bé của mình có cảm thấy tủi thân không? Nếu có, mình sẽ nói: chị biết, anh biết em cảm thấy tủi thân. Tiếp tục ta lại hỏi: đứa trẻ của mình có cảm thấy cô đơn không? Nếu có, mình sẽ vỗ về an ủi: chị biết, anh biết em cảm thấy cô đơn. Chị biết, anh biết em cảm thấy ấm ức, tức giận, thất vọng, bất lực. Có bất cứ cảm xúc nào thì chúng ta sẽ khẳng định cái cảm xúc đó của đứa em của mình là thật bằng câu nói: chị biết em cảm thấy buồn. Ta hãy ôm đứa trẻ vào lòng, vỗ về nó, vuốt tóc nó, vuốt vai, vuốt lưng. Ôm đứa trẻ vào, ta có thể ôm như vậy mà ta nói: chị biết em cảm thấy buồn, nên hôm nay chị về với em. Em cảm thấy buồn là đúng. Em cảm thấy buồn là không có gì sai. Em cảm thấy buồn là hoàn toàn bình thường. Chị biết em cảm thấy tủi thân, nên hôm nay chị về với em. Cảm giác tủi thân của em là đúng. Cảm giác của em là không có gì sai. Nếu một người nào đó làm cho đứa trẻ của mình buồn, thì mình sẽ nói: người đó làm như vậy là không đúng. Em không có làm gì sai cả. Chị thương, chị hiểu, nên hôm nay chị về với em. Chị nhìn thấy em rồi. Chị thương em rất nhiều, nên hôm nay chị về với em. Trong lúc mà chúng ta làm, chúng ta có thể khóc. Và các bạn hãy cố gắng khóc ra thật nhiều, để cho cái tổn thương đó được giải tỏa, để cho cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong mình, đứa em của mình được giải tỏa.
sau khi mà em của chúng ta cảm thấy đỡ hơn một chút thì chúng ta sẽ đọc một cái lời nguyện. Nếu như mà các bạn tin tưởng vào Chúa Giêsu hay là Mẹ Quan Âm hay là một vị nào đó ở Hy Lạp chẳng hạn, các bạn có thể xin cái vị đó. Để mà các bạn là người vô thần thì cũng có thể nói cái câu nói đơn giản như sau: tôi mong muốn được giúp đỡ để tôi có thể chữa lành cho đứa em của tôi. Nếu các bạn tin tưởng Mẹ Quan Âm thì chúng ta có thể nói: con xin Mẹ Quan Âm giúp con chữa lành cho đứa em của con. Trong đầu chúng ta có thể niệm tên Mẹ Quan Âm 5 lần. Cố gắng duy trì hơi thở. Khi ta làm dạng thiền này, có thể mình sẽ hơi đau đầu, mình có thể sẽ khóc rất là nhiều, mình có thể cảm thấy hơi nhức ở vùng tim. Trong tâm tưởng của mình, ngắm nhìn đứa trẻ, cơ thể của nó sáng nhất là ở chỗ nào thì đó chính là chỗ mà nó bị tổn thương nhiều nhất. Thông thường đứa trẻ của ta sáng nhất là ở vùng đầu, vùng tim, cũng có thể là vùng tay, chân. Lắng nghe cái trực giác của mình, tin tưởng và cái trực giác của mình, ta sẽ thấy được cái đứa trẻ của mình sáng nhất là ở đâu. Ta cứ tiếp tục vỗ về an ủi đứa trẻ của mình: chị thương, chị hiểu, em cảm thấy buồn là đúng, em cảm thấy buồn là không có gì sai, chị biết em cảm thấy bất lực, em cảm thấy bất lực là đúng, em cảm thấy bất lực là không có gì sai. Chúng ta sẽ khẳng định cái cảm xúc của đứa trẻ là đúng. Dành một khoảng thời gian để an ủi vỗ về đứa trẻ của mình. Nếu đứa trẻ khóc, cứ để nó khóc. Khi mà đứa trẻ của chúng ta cảm thấy khá hơn, mình không còn cảm nhận là nó khóc nữa, thì chúng ta sẽ đến một cái bước tiếp theo, là chúng ta sẽ làm một cái điều gì đó để cho đứa trẻ của mình cảm thấy khá hơn. Ví dụ như đứa trẻ của mình ở nhà một mình, thì mình sẽ hỏi nó: bây giờ em muốn gặp ai? Ví dụ như trong đầu của chúng ta tự nhiên nghĩ tới hình ảnh của mẹ hoặc là của ba, thì có nghĩa là đứa trẻ của mình muốn gặp ba hoặc mẹ. Cái sự chữa lành nghĩa là ta sẽ cho nó cảm nhận cái sự đối nghịch với cái cảm giác của nó. Nếu nó cảm thấy cô đơn, mình sẽ dắt nó đi gặp một cái người nào đó mà sẽ làm cho nó bớt cô đơn. Nếu nó cảm thấy buồn chán, mình sẽ dắt nó đi chơi. Nếu nó cảm thấy bất an, thì mình sẽ an ủi nó. Mình sẽ nói là mình sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Mình sẽ đưa nó tới một cái ngôi nhà nào đó, có thể là ở một vùng thảo nguyên ở gần bờ suối, mà ở đó rất là an toàn. Ta sẽ cho nó cảm nhận cái sự đối ngược với cái sự tổn thương của đứa trẻ, thì lúc đó đứa trẻ sẽ được chữa lành. Nếu nó muốn đi bất cứ đâu, mình cũng có thể cho nó đi được. Mình có thể xin, ví dụ mình có thể nói: con xin Mẹ Quan Âm đưa con và em con đến một nơi an toàn. Có thể mình sẽ đến một cái bờ biển, có một cái nhà nhỏ, mình và em mình sẽ ở trong cái nhà đó. Nếu em mình bị oan ức
thì mình và đứa trẻ của mình sẽ đến nói chuyện với cái người mà làm cho đứa trẻ mình bị tổn thương, và mình sẽ nói những cái nỗi oan ức đó của em mình với cái người đó. Hít thở sâu và chậm. Dành cái khoảng thời gian này để cho cái đứa em của mình một cái giải pháp để cho nó có thể cảm thấy tốt hơn, để cho nó không có cảm giác bị mắc kẹt, cô đơn, tủi thân. Mình tin tưởng một cái đấng nào thì mình sẽ mời cái việc đó xuống. Bước cuối cùng, sau khi mà em của mình đã có được tất cả những cái điều mà nó muốn, thì mình sẽ ôm em của mình. Mình sẽ nói nó về với mình. Đây là một giai đoạn xác nhập rất là quan trọng trong chữa lành inner child healing. Mình sẽ nói với em mình: chị, anh muốn em về. Mình sẽ dùng một cái hình tượng chị giống như là một cuốn từ điển. Trong cuốn từ điển có rất là nhiều chương. Em là một chương trong cuốn từ điển của chị. Khi em về với chị, có bất cứ chuyện gì, chị sẽ đến với em. Có bất cứ chuyện gì, chị cũng sẽ bảo vệ em. Nếu em muốn về với chị, với anh, thì hãy ôm chị, ôm anh vào lòng. Trong đầu ta sẽ có một cái niệm: tôi muốn xác nhập đứa em của tôi về với tôi. Hoặc con xin mẹ Quan Âm xác nhập em con vào người con. Trong tâm tưởng của mình sẽ mở rộng hai bàn tay của mình ra như vậy. Từ từ, mình sẽ đẩy cái đứa em của mình đi sâu vào trong cơ thể của mình. Với mỗi một hít thở, mình đẩy nó đi sâu vào trong cơ thể. Và cứ mỗi một hít thở, đứa trẻ của mình nó sẽ lớn dần lên trong cơ thể của mình. Ví dụ như đứa trẻ của mình 8 tuổi, mỗi một hít thở nó sẽ lớn hơn 9 tuổi, 10 tuổi, cho tới khi nào mình cảm nhận đứa trẻ này nó bằng cái độ tuổi hiện tại của mình. Hít thở sâu và chậm. Tôi muốn xác nhập đứa em trở về với cơ thể của tôi. Con xin mẹ Quan Âm xác nhập em con vào người con. Lúc này cơ thể của ta có thể cảm thấy một cái chỗ nào đó rất là tê. Ta cứ hít thở sâu và chậm. Khi ta cảm nhận đứa em của mình đã lớn lên rồi, lúc đó ta sẽ gửi đến một cái lời cảm ơn. Ta sẽ nói: tôi cảm thấy rất là biết ơn vì hôm nay đứa trẻ đã về với tôi. Hoặc con xin cảm ơn mẹ Quan Âm đã giúp con xác nhận đứa em của con. Sau đó chúng ta có thể mở mắt.
rồi mỗi lần mà các bạn làm cái dạng thiền này thì có thể 10 lần các bạn sẽ thấy 10 những sự kiện khác nhau. Có những cái sự kiện á mà khi mà chúng ta về chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là lạ. Bởi vì sao? Những cái sự kiện mà hồi rất là bé thì nó đã được chôn sâu vào trong tiềm thức của mình rồi. Cho nên là có một số những cái sự kiện các bạn sẽ cảm nhận giống như là mình đang tưởng tượng ra nhưng mà thực ra không phải. Làm sao để mình biết được là cái sự kiện này là thật? Đó là mình sẽ đi sâu vào cái cảm xúc của mình. Đó, khi mà mình làm cái dạng thiền để nên trai thì tất cả cái cảm xúc của đứa trẻ nó sẽ được tải vào trong cái cơ thể của mình, giống như là mình download một cái phần mềm vào trong cái điện thoại của mình vậy. Mình sẽ cảm nhận được hết tất cả những cảm xúc, những cái nỗi ấm ức, những cái tâm sự của đứa em của mình. Đó, khi mà các bạn làm nhiều cái dạng thiền như vậy á, thì có một ngày nào đó các bạn sẽ cảm nhận được á, là cái cơ thể của mình sẽ càng ngày càng thoải mái hơn, đầu óc của mình sẽ nhẹ nhàng hơn và các bạn sẽ không còn cảm thấy stress nữa. Rồi, Trang chúc các bạn thành công trong cái thiền Inner Child Healing này nha.